Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay chúng ta có rất là nhiều tin tức muốn chia sẻ với các bạn. Cho nên chủ yếu chúng ta sẽ chú tâm chia sẻ về tin tức mà thôi tại vì ngày hôm qua thì cũng đã tâm sự khá là nhiều rồi và trước hết đó, chúng ta sẽ nhìn xem coi là tình hình chung của thị trường tài chính như thế nào nhìn chung đó thì ngày hôm nay đây chúng ta không có thông tin gì gọi là xấu các bạn thậm chí chúng ta cũng có một số thông tin đó, cũng khá là lạc quan cho tình hình tài chính nói chung riêng về crypto đó thì chúng ta chỉ có một cái thông tin không được tốt liên quan tới Ripple mà thôi thôi như chia sẻ với các bạn một lát nữa nhưng mà nó liên quan tới SEC kháng cáo các bạn bây giờ họ đã chính thức kháng cáo rồi thì cái này nó có ý nghĩa như thế nào và nó có ảnh hưởng gì đối với lại thị trường crypto nói chung và nhiều thông tin nơi bật khác tôi muốn chia sẻ trong cái video này trước hết á, chúng ta cũng thấy được là hôm nay những cái thông tin thì chủ yếu nó tiếp nối những cái tin tức thường đã chia sẻ với các bạn trong vòng hai ngày qua ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là các chỉ số chứng khoán hoa kỳ mới đầu đó thì là màu đỏ các bạn nhưng mà ít nhất kết thúc ngày hôm nay chúng ta cũng đã trở về màu xanh tuy là không thay đổi nhiều các bạn chúng ta nhìn thấy được là cả ba chỉ số đó thì ngày hôm nay tăng nhiều nhất đó chính là chỉ số dow jones chỉ có là 0.09% mà thôi có nghĩa là chúng ta không thấy cái sự thay đổi nhiều nhưng mà đó cũng coi như là tốt rồi các bạn tại vì chúng ta vẫn tiếp tục có những cái thông tin gây lo ngại như là chiến tranh ở trung đông hay là chúng ta nói tới cái dự định công ở hoa kỳ chia sẻ thêm những cái thông tin mới nhất một lát nữa. Nhưng mà chúng ta nhìn vào pre-market hợp đồng tương lai thì ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy một lần nữa chỉ số Nasdaq Futures thì lại giảm 0.22% trong khi chúng ta nhìn vào S&P Futures thì giảm 0.11% và Dow Futures thì giảm 0.08% một lần nữa hợp đồng tương lai lại là màu đỏ các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là hợp đồng của dầu đó thì ngày hôm nay vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng nhưng mà có thể nói như thế này. Tuy là chúng ta thấy được là gần đây đó dầu đã có cái sự tăng trưởng nhanh nhưng mà ở cái mức là không tới 71 đô cho một thùng dầu là cái mức coi như thấp chúng ta đã nhìn thấy trong vòng hơn 2 năm qua. Có nghĩa gì các bạn? Có nghĩa là gần đây chúng ta nhìn thấy được giá dầu đã giảm xuống tới mức là khoảng 68 đô cho một thùng dầu. Bây giờ chúng ta nhìn hợp đồng mới nhất là khoảng gần 71 đô. Thì tuy cái sự tăng trưởng đó là có các bạn, tại vì chúng ta thấy được là cái sự lo lắng liên quan đến chiến tranh ở Trung Đông nó tiếp tục leo thang nhưng mà ở à, cái mức này không phải là mức giá cao cho dầu đâu Chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng của vàng đó thì ngày hôm nay tăng 0.3% trở lại. Cái mức này đó thì cũng coi như tương tự như ngày hôm qua các bạn, không thay đổi nhiều. Chúng ta nhìn vào crypto đó thì nói riêng như Bitcoin hôm nay tiếp tục có thêm một cái đợt giảm xuống các bạn và đã có một thời gian khoảng chừng là 5 phút hay gì đó dưới 60.000 đô. Chúng ta nhìn thấy giá Bitcoin đã xuống 59.970 nhưng mà ngay sau đó chúng ta thấy được đã có một sự hụt trở lại, bây giờ mức là 61.058. Thì ở cái mức này chúng ta nhìn thấy được là cái mức giá bây giờ thì nó cũng cỡ như là ngày hôm qua mà thôi không có thay đổi nhiều tương tự như là chỉ số chứng khoán hoa kỳ các bạn nhưng mà tổng số vốn hóa đó thì hôm nay lại giảm hai phần trăm bây giờ chúng ta mức là hơn hai phẩy hai nghìn tỷ mà thôi có nghĩa là chúng ta tiếp tục thấy có nhiều altcoin giảm nhiều hơn bitcoin các bạn hôm nay đã phần lớn altcoin lại là một màu đỏ và trước khi mà chúng ta nói tới những cái thông tin lớn ngày hôm nay thì muốn bắt đầu từ một cái meme các bạn nói thật cho em biết quý 4 rất bullish phải không? Yes, nhưng anh không biết năm nào. <laughs> Thu muốn mở đầu bằng một cái meme để các bạn relax một chút mình thôi các bạn tại vì chúng ta có khá là nhiều những cái thông tin lớn thì muốn chia sẻ kế tiếp các bạn có thể thấy được thị trường crypto là một cái thị trường rất là đặc biệt thị trường này đó như thường từng chia sẻ nó một phần đó là công nghệ một phần là tài chính một phần là meme đây là một cái thị trường rất là tự giác khi mà chúng ta đúng đó, thì chúng ta gãy rất là to các bạn khi mà giá tăng chúng ta gãy rất là to nhưng mà khi mà mọi thứ không như mong muốn đó, thì chúng ta cũng tự chọc quê bản thân của mình không cần phải nhờ người ngoài các bạn <laughs> khi mà thị trường lên chúng ta có tiền khi mà thị trường xuống chúng ta có mìm các bạn đầu tư crypto đường nào cũng lời hết <laughs> bây giờ chúng ta hãy trở lại với những cái thông tin lớn ngày hôm nay thì một số cập nhật liên quan đến thị trường tài chính nói chung thứ nhất là chúng ta thấy là các thị trường hôm nay vẫn còn khá là lo lắng các bạn và chuẩn bị cho một cuộc trả đũa có khả năng xảy ra của Israel sau khi mà chính phủ Israel cam kết đáp trả cái vụ tấn công tên lửa của Iran vào Tel ngày hôm qua và cả ba chỉ số của Hoa Kỳ đây chúng ta nhìn thấy được là ngày hôm nay không có thay đổi nhiều và chúng ta cũng thấy là cổ phiếu quốc phòng tăng mạnh, giá dầu tăng, Bitcoin đó thì vẫn dao động cái mức là 61.000 đô. Ít nhất chúng ta cũng không có thêm thông tin gì xấu ngày hôm nay, chỉ là mọi người đó đang không có được thoải mái lắm các bạn, đang chờ xem có tin tức gì mới hơn hay là không. Hiện bây giờ thì vẫn chưa, chúng ta nhìn thấy được là ít nhất đã cũng có một cái thông tin tốt ngày hôm nay đó chính là báo cáo từ adp cho thấy là các công ty tư nhân ở Hoa Kỳ đã thêm 143.000 việc làm trong tháng 9, tăng so với 103.000 việc làm trong tháng 8 và cao hơn cái mức ước tính là 128.000. Đây là cái thông tin rất lạc quan. Chúng ta cũng đã biết là tuần này đây chúng ta chờ đợi hai thông tin. Thứ nhất là thông tin thống kê việc làm đến từ công ty tư nhân EDP chúng ta vừa nói nói đến. Đó là một cái thông tin rất là tốt và chúng ta chờ đợi thứ sáu này đó chính là phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ. Chúng ta muốn thấy phần trăm thất nghiệp là 4.2% hay là tốt hơn các bạn chứ không phải là tệ hơn. Nhưng mà chúng ta phải đợi đến thứ sáu còn hai ngày nữa chúng ta mới biết. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng đã có một cái tin tức coi như cũng lạc quan. Chúng ta thấy là chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng đã tăng vọt tiếp tục 6%. Đây là cái phiên thứ sáu liên tiếp tăng trưởng sau khi mà chúng ta thấy rất nhiều người lạc quan từ chính sách tiền tệ kích thích của Trung Quốc. Và chúng ta thấy được là rất là nhiều những quỹ hedge fund ở Hoa Kỳ đó trong thời điểm này. Họ đang đổ xô vào để mà đầu tư vào chứng khoán ở Trung Quốc. Có thể nói là chính phủ Trung Quốc đang rất là bờ các bạn. Máy in tiền đang hoạt động không ngừng nghỉ. Ở Hoa Kỳ đó thì chúng ta chỉ mới có bước đầu tiên mà thôi đó chính là giảm lãi suất 0.5%. Chúng ta chờ đợi đến tháng 11. Đáng tiếc là tháng này đã sẽ không có cuộc họp của Fed các bạn. Chúng ta phải đợi tới tháng sau thì mới có cuộc họp kế tiếp để có cái khả năng là Fed tiếp tục giảm lãi suất lần thứ hai. Nhưng mà Trung Quốc đã, không chờ các bạn. Trung Quốc chờ tới khi Fed giảm lãi suất lần đầu tiên thì họ đã áp dụng rất nhiều chiến lược cùng một lúc để mà kích thích nền kinh tế. Thuận đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi. Để Thuận chia sẻ lại các bạn cũng đã biết quan điểm của Thuận thì mỗi bạn sẽ có cái suy nghĩ cái quan điểm chính trị riêng cái đó thường không nói đến nhưng mà về đầu tư đó thì các bạn nên nhớ là hoa kỳ là nền kinh tế lớn nhất trên thế giới trung quốc là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới chúng ta không muốn thấy một trong hai hoặc là cả hai quốc gia này gặp bất kỳ vấn đề gì liên quan đến kinh tế tại vì nó sẽ đang rộng ra rất nhiều quốc gia các bạn không phải là chỉ ảnh hưởng riêng hoa kỳ hay trung quốc mà nó sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia ít nhất đó chúng ta thấy được là trung quốc đang làm mọi cách để có thể kích thích nền kinh tế chủ tịch john paul cũng đã giảm lãi suất rồi chúng ta đã đi vào chu kỳ giảm lãi suất đó là điều mà thuận luôn nhắc lại để các bạn biết chúng ta đang ở trong cái thời điểm nào chúng ta không phải trong cái thời điểm mà các quốc gia đang siết chặt trong tiền các bạn chúng ta đang ở trong cái thời điểm mà mọi quốc gia đều muốn kích thích tình kinh tế hiện bây giờ thậm chí ngay nhật bản các bạn chúng ta đã nói tới gần đây đó là thủ tướng mới nhật bản Nhiên về là tăng lãi suất nhưng mà cũng không hẳn chúng ta có một thông tin cũng rất là lạc quan và nhật bản ít nhất là về cái mặt lãi suất và lãi suất nó quan trọng tại vì lãi suất nó ảnh hưởng đến dòng tiền và dòng tiền ảnh hưởng đến giá của những tài sản và trong đó có cả bitcoin và crypto cho nên chúng ta rất là quan tâm đến tình hình lãi suất những bạn nào mà đến kênh một thời gian hay là những bạn nào mà theo dõi thị trường một thời gian đó, thì các bạn sẽ dễ dàng nhận được yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến giá tài sản dài hạn đó chính là chính sách tiền tệ và lãi suất và chúng ta cũng thấy được là có một cái cập nhật liên quan đến cái vụ đình công ở Hoa Kỳ. Các bạn đã biết là cuộc đình công nó đã diễn ra cái tay khoảng chừng vài ngày. Chúng ta có cái số lượng lớn nhân công ở cảng. À, chủ yếu đó là cái cảng ở phía bên miền Đông của Hoa Kỳ các bạn và ở Vịnh của Hoa Kỳ thì tổng cộng đó thuận nhớ là khoảng hơn 45.000 công nhân và ảnh hưởng khoảng chừng là 36 cảng đã đình công và họ đình công đó là tại vì có cái sự tranh chấp giữa việc làm của họ, tiền lương của họ và những cái cơ chế tự động hóa được áp dụng hiện bây giờ thì nói chung đó, tại sao họ đình công không quan trọng cái điều quan trọng là họ sẽ đình công bao nhiêu lâu cái này chúng ta vẫn chưa biết được tại vì cuộc đình công này đó đã và đang xảy ra nếu như mà trong thời gian ngắn hạn được giải quyết đó giống như trong vòng hai ba tuần gì đó thì nó cũng sẽ không có phải là cái gì đó lớn lao liên quan đến tình hình kinh tế nói chung nữa các bạn nó sẽ ảnh hưởng đến những cái công ty và mặt hàng của họ tại vì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là cái sự đình công này đã dẫn đến nhiều mặt hàng không đến được với người tiêu dùng thì trong thời gian ngắn hạn đó cũng không phải là cái gì mà chúng ta quan tâm nhiều nhưng mà nếu như mà cuộc đình công này đã kéo dài vài tháng thì đó là một chuyện khác nữa các bạn nó sẽ dẫn đến hàng hóa lại tăng giá hàng hóa lại tăng giá tại vì không có đủ nguồn cung cấp dẫn đến là lạm phát lại tăng các bạn lạm phát tăng dẫn đến là fed lại không thể giảm lãi suất cho nên chúng ta quan tâm đến cái này nó sẽ kéo dài bao nhiêu lâu thì bây giờ đó chúng ta vẫn không có biết được nhưng mà chúng ta biết một điều à, chúng ta cũng đã nói tới trong video ngày hôm qua đó là tổng thống joe biden có thể can thiệp theo luật hiện bây giờ ông có thể can thiệp và bắt buộc những cái cảng này phải hoạt động trở lại trong vòng 80 ngày trong lúc mà hai bên tiếp tục đàm phán các bạn giữa công đoàn và công ty mà mướn họ nhưng mà ngay thời điểm bây giờ đó thì tổng thống Joe Biden nói là ông sẽ không có can thiệp các bạn cho nên chúng ta không biết cái cuộc đình công này sẽ kéo dài tới bao nhiêu lâu đây sẽ là một cái uh, thông tin Thường sẽ tiếp tục cập nhật với các bạn. Chúng ta cũng thấy được là mặc dù đó giá dầu tạm thời tăng vọt do căng thẳng ở Trung Đông, nhưng mà chúng ta đã nói tới đầu video vẫn thấp hơn so với 3 năm trước do nhu cầu bây giờ thấp. Cái vấn đề tại sao mà giá dầu không tiếp tục tăng nữa mà cứ ở mức thấp này hoài các bạn? Tại vì chúng ta thấy uh, cái nền kinh tế toàn cầu đã chậm lại rồi. Tại vì hơn 2 năm qua đó hầu hết tất cả ngân hàng trung ương đều tăng lãi suất. Họ tăng lãi suất siết chặt dòng tiền để khiến cho nền kinh tế chậm lại, để khiến cho lạm phát chậm lại các bạn và điều này ảnh hưởng đến giá dầu và hôm nay chúng ta có thông tin là ả rập saudi cảnh báo là nếu như mà cứ tiếp tục như vậy đó, giá dầu có thể giảm xuống dưới cột có 50 đô la một thùng mà thôi. Thì uh, các bạn cũng đã nhớ đó là những quốc gia này, những quốc gia OPEC và OPEC Plus đó, thì họ đã từng nói là họ cần giá dầu đâu đó là khoảng 90 đô la một thùng dầu để có thể coi như là có lời các bạn. Nhưng mà chúng ta cũng đã biết điều đó đã không xảy ra trong hai năm qua. Và hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là Arab Saudi nói nếu như cứ tiếp tục như vậy những cái quốc gia cứ tiếp tục sản xuất dầu quá mức mà không có nguồn tiêu thụ đó giá dầu có thể giảm xuống chỉ còn có 50 đô la mà thôi và để thường nhắc lời cho các bạn nhớ hợp đồng dầu không phải là giá dầu mà giá hợp đồng dầu có thể trở thành con số âm chúng ta đã từng chứng kiến cái thời điểm dịch bệnh các bạn tại vì lưu trữ dầu đó không phải miễn phí cho nên khi mà chúng ta có quá nhiều dầu tồn kho đó một số người họ sẽ không có đi lấy dầu cho dù họ đã mua rồi họ cũng không có muốn lấy dầu luôn các bạn tại vì lấy về đó cũng không có chủ để khiến cho hợp đồng của dầu đi vào con số âm có nghĩa là phải trả tiền để cho người mua tới lấy dầu tại vì họ không có chỗ để lưu trữ và cũng không có cái nguồn để mà tiêu thụ điều đó đã từng xảy ra với giá hợp đồng dầu trong thời điểm dịch bệnh rồi chứ không phải là chưa đâu các bạn cho nên nhiều bạn nói là xuống mức 50 đô đó có phải nói quá hay là không chúng ta đã từng thấy con số hợp đồng dầu xuống số âm luôn các bạn chứ không phải là chỉ 50 đô và chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ thủ tướng Nhật Bản Ishiba thì chúng ta cũng đã biết đó ông là một trong những người mà có cái sự ủng hộ đối với ngân hàng trung ương Nhật Bản tăng lãi suất nhưng mà bây giờ đó ông đã loại bỏ khả năng đó rồi các bạn và lý do đó Tại vì ông nói nền kinh tế của Nhật Bản vẫn chưa sẵn sàng cho việc tăng lãi suất thêm. Sau khi mà ông gặp riêng với thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thì ông đã không còn ý định đó nữa, nữa các bạn. Đương nhiên đây là điều mà thị trường muốn thấy tại vì các bạn thấy được là nếu như tăng lãi suất thì sẽ khiến cho đồng yen tăng giá nhưng mà ngược lại đó sẽ khiến cho nền kinh tế Nhật Bản lại càng khó khăn hơn nữa và lại ảnh hưởng đến cái vụ Yin K Trade chúng ta nói tới rất là nhiều trên kênh này rồi chúng ta thật sự không biết được là còn bao nhiêu Yin K Trade mà chưa có được uh, thanh lý các bạn. Nhưng mà đó vẫn là cái mối lo sợ của thị trường tài chính nói chung. Cho nên ít nhất là ngay bây giờ Nhật Bản không có ý định tăng lãi suất. Tại sao họ lại muốn tăng lãi suất ngay thì đến bây giờ trong khi mà những quốc gia khác lại giảm lãi suất? Tại vì Nhật Bản đó không giống như quốc gia còn lại, họ đã nằm ở trong lãi suất âm một thời gian dài, mấy năm luôn các bạn, 8 9 năm gì đó. Bây giờ đó họ không thể chịu được nữa các bạn tại vì đồng Yen mất giá quá nhiều bây giờ họ muốn tăng lãi suất để mà cứu đồng Yen đưa nhật bản trở về một cái phần trăm lãi suất coi như là bình thường trở lại nhưng mà điều đó không hề dễ tại vì mọi người đã quá quen với lãi suất thấp ở nhật bản rồi đây là một thách thức rất là lớn cho ngân hàng trung ương của Nhật Bản. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những cái thông tin liên quan đến thị trường crypto. Thì chúng ta cũng thấy có một cái thông tin coi như cũng lạc quan. Chúng ta gần đây không nghe nói tới là Tether in thêm nhưng mà chúng ta lại thấy một công ty khác lại in thêm các bạn đó chính là công ty Circle ngày hôm qua đó họ ra in con số này cũng rất là khó hiểu tại vì thường là họ in con số chẳng các bạn nhưng mà họ lại in con số là 139 triệu 738.376 USDC giống như là họ in cho một ai đó mà cần số tiền y chang như vậy không biết tại sao nhưng mà ngày hôm qua đã có con số này được in ra. Và ngày hôm nay đây chúng ta có thêm 50 triệu USDC được in ra bởi Circle các bạn. Thì trong hai ngày này đó con số in ra cũng không có nhỏ. Đương nhiên không có nhiều bạn mỗi lần mà tether in các bạn, mỗi lần tether in thì có tỷ nhưng mà ít nhất chúng ta vẫn thấy có nhu cầu sử dụng stablecoin cho nên chúng ta mới tiếp tục thấy được in ra. Cho dù không phải là tether thì có circle, các bạn cũng đã biết là cái sự lo lắng của thường, thường là khi chúng ta không thấy công ty tether hay là circle in một thời gian dài. Khi mà các bạn lấy giá của bitcoin rồi các bạn so sánh với lại cái biểu đồ vốn hóa của những cái stablecoin như là Tether hay là Circle các bạn sẽ dễ dàng nhận ra được là những cái lúc mà Tether không in một thời gian dài, đó chính là những lúc mà giá Bitcoin ảo đậm nhất các bạn và thường đó đó chính là những cái thời điểm mùa đông crypto. Cho nên chúng ta không muốn thấy những công ty stablecoin như là Circle hay Tether không một thời gian dài ít nhất chúng ta vẫn còn thấy sơ của in hiện tại và theo đời nhớ cái tay khoảng chừng 4 tuần nữa cũng đã có in rồi và chúng ta nói tới XRP đi hôm nay chúng ta đã có một thông tin tốt liên quan tới XRP các bạn đã nhớ thường chia sẻ trong video ngày hôm qua đó là công ty Bitwise đã đệ đơn để có XRP ETF trước hết là họ nộp đơn để mở một cái công ty công ty này là cái công ty về mặt pháp lý các bạn để có thể vận hành xrp etf hôm nay chúng ta có thông tin chính thức là họ nộp đơn cho xrp etf với lại sec thông tin này đó là thông tin mà khiến cho những bạn nào mà lưu trữ xrp rất là vui tại vì chúng ta cũng đã biết là đây cũng là một cánh cửa để mà đem dòng tiền đến với là những cái all coins các bạn Tuy là chúng ta thấy là Ethereum vẫn chưa thực sự thành công Nhưng mà cánh cửa đã có Chỉ cần đúng thời cơ thì dòng tiền sẽ đến Nhưng mà đáng tiếc đó Ngay sau đó chúng ta lại nhận được một thông tin khác Trước hết đó, chúng ta nhận thêm một thông tin nữa Cũng khiến cho thị trường crypto rất là vui Đó chính là giám đốc thực thi của SEC Đó chính là Gerber Reward đã từ chức các bạn Khi mà chúng ta nói tới SEC đó, Thì mọi người nghĩ đến Gary Gensler Nhưng mà cho dù Gary Gensler là khuôn mặt đại diện đi nữa Cái người đứng sau lưng của tất cả hành động thực thi đó chính là giám đốc thực thi của SEC các bạn đây là một trong những mấu chốt dẫn đến rất nhiều cái vụ kiện cho nên chúng ta nhận được thông tin đó là Gerber Reward tự chức là một thông tin mà thị trường rất là hào hứng chào đón các bạn và cái việc từ chức này đó cũng khá là bất ngờ tại vì các bạn thấy được là khi mà scc chia ra thông tin đó, thì chúng ta thấy là trong vòng 9 ngày nữa thôi đó thì người này sẽ rời khỏi chức vụ của mình đây là một cái sự từ chức rất là đột ngột và cũng không có bất cứ thông báo gì người nào sẽ giữ chức vụ này kế tiếp tại vì trong thông báo của scc cũng không có nói có nghĩa là đây là một cái vụ từ chức rất là bất ngờ có thể là chúng ta thấy gần đây đó khi mà chủ tịch Gail Chancellor đến quốc hội thì bị chỉ trích rất là nhiều và nhiều người tin rằng ngày tháng của Gail Chancellor đó không còn bao nhiêu lâu nữa. Tôi thấy đây cũng là lý do tại sao mà giám đốc thực thi của SEC rời khỏi tại vì ông biết cái ngày tháng của ông nó cũng không còn nhiều nữa và ngày tháng mà ông tấn công crypto đó cũng đã đến hồi kết rồi. Cũng có thể là gì các bạn, không biết tại sao mà ông từ chức nhưng mà ít ra ông cũng đã từ chức. Nhưng mà thị trường vui không được bao nhiêu lâu thì các bạn thấy được là trước khi mà từ chức thì giám đốc thực thi của SEC đã nộp đơn kháng cáo vụ Ripple. <laughs> Có thể nói là kháng cáo cho bọn ghét các bạn. Cái đó là thường tự chế thôi. Nhưng mà họ đã chính thức kháng cáo cái vụ của Ripple. Những gì mà chúng ta biết, à, chúng ta cũng đã biết là ngày 7 tháng 10 mới là cái ngày hết hàng để kháng cáo. Nhưng mà hôm nay chúng ta đã có một cái sự bất ngờ. Có thể nói được là nhiều người có lòng tin là SEC sẽ không có kháng cáo, tại vì chúng ta thấy là gần đây đó thì công ty Regal họ đã mở lại cái uh, quỹ. Rayscale Trust XRP của họ Bây giờ Bitwise sẽ nộp đơn có XRP ETF Thì nhiều người tin là Bitwise Rayscale đã có cái lòng tin hay là họ có tin nội bộ gì đó Là SEC sẽ không kháng cáo Nhưng mà kết quả đó là SEC đã kháng cáo rồi Đây là một cái quyết định không hề nhỏ đâu các bạn Chúng ta cũng thấy được là người này đó lại nộp đơn kháng cáo trước khi mà ông từ chức Có nghĩa là cái người kế tiếp giữ chức vụ này sẽ là cái người mà phải ra tòa Ripple các bạn Cái người mà phải dọn dẹp cái vụ này và kháng cáo đó không phải là không có rủi ro đâu các bạn. Lý do tại sao mà SEC đắn đo suy nghĩ một thời gian dài như vậy trước khi mà họ ra quyết định kháng cáo. Tại vì nếu như mà kháng cáo mà thất bại đó thì những cái quyết định của thẩm phán Torres khi mà đã được xác nhận bởi tòa phúc thẩm đó thì nó sẽ trở thành quy định cho những tòa án bên dưới phải tuân theo. Có thể nói là ngay bây giờ đó, thì tất cả những cái quyết định của thẩm phán Torres trong cái vụ này và quyết định lớn nhất đó chính là XRP không phải là chứng khoán và cái logic đó có thể được áp dụng cho rất nhiều những cái token được bán trên những sàn crypto hiện bây giờ. Cái quyết định đó của thẩm phán Torres chỉ áp dụng với cái vụ crypto mà thôi và những thẩm phán khác cũng không cần phải nghe theo họ không cần phải đồng ý với thẩm phán Torres nhưng mà nếu như mà họ thua trong cái đợt kháng cáo này thì cái logic đó cái quy định đó sẽ áp dụng cho tất cả những tòa án bên dưới khi mà tòa phúc thẩm xác nhận và đồng ý với lại thẩm phán Torres. Đó là một rủi ro rất là lớn tại vì các bạn nên nhớ là SEC đang có rất nhiều vụ kiện khác vẫn đang dở dàng hiện bây giờ như là vụ kiện với lại sàn Binance, Coinbase vân vân Và những vụ kiện đó, đó, thì cũng xoay quanh những cái token nào là chứng khoán. Cho nên nếu như mà họ thất bại trong việc kháng cáo này đó, sẽ ảnh hưởng đến những cái vụ đó luôn. Cho nên đó là rủi ro rất là lớn mà họ phải chấp nhận. Nhưng mà họ cũng đã chính thức kháng cáo rồi các bạn thì đối thuận đó ok nếu như vậy đó thì hãy để tòa phúc thẩm dập tắt suy nghĩ vớ vẩn là các token tự động là một chứng khoán có thể nói là chúng ta cũng là khá mệt mỏi khi mà chúng ta thấy SEC kiện công ty này công ty kia trong vòng mấy năm qua nhưng mà có thể nói là chúng ta đến được ngày hôm nay chúng ta có, có sự rõ ràng về Ethereum, về XRP vân vân Lý do là tại vì chúng ta có những cái vụ kiện này Chúng ta có được Bitcoin Spot ETF Cũng chính vì chúng ta có cái vụ kiện giữa Rayscale và Ripple Cho nên trong lúc mà chúng ta vẫn chưa có cái luật rõ ràng về crypto Hoa Kỳ Thì ít nhất những vụ kiện này cũng cho chúng ta có được cái sự rõ ràng Và thị trường tiến triển cho đến ngày hôm nay Bây giờ đây chúng ta nhìn vào cái thông tin kháng cáo này là một thông tin không được tốt Nhưng mà có thể chúng ta sẽ có một kết quả rất tốt sau khi mà tòa phúc thẩm xem xét lại cái sự kiện này. Và đó có thể lại là một cái thông tin rất là tốt cho cả thị trường crypto các bạn. Đó là suy nghĩ về cái xuống lạc quan và thuần vẫn có lòng tin là đến cuối cùng đó, thì tòa phúc thẩm cũng sẽ đồng ý với lập luận đến từ thẩm phán Thors và SEC một lần nữa lại sẽ thua trước tòa. Thông tin là như vậy. Nhưng mà có một điều tôi muốn nói rõ để các bạn hiểu. Ngay bây giờ là chúng ta chỉ biết là SEC nộp đơn là họ sẽ kháng cáo nhưng mà chúng ta không biết rõ họ kháng cáo cái phần nào tại vì cái vụ kiện giữa Ripple và SEC là vụ kiện kéo dài 3 năm rồi các bạn và có rất nhiều phần trong đó có phần liên quan đến những cái token XRP bán trên sàn crypto có phần liên quan đến những cái token này được bán trên tổ chức đầu tư vân vân và chúng ta giả định là SEC kháng cáo cái phán quyết Token XRP không phải là chứng khoán, nhưng mà chi tiết cụ thể vẫn chưa có. Cũng có khả năng, còn một khả năng nữa là SEC kháng cáo vì cái mức phạt Ripple 125 triệu đô la là quá thấp. Nếu vậy đó, thì sẽ không ảnh hưởng đến Token XRP. Tuy nhiên, chúng ta sẽ cần thêm chi tiết để mà xác nhận. Tại vì các bạn cũng đang nhớ là SEC muốn phạt Ripple khoảng chừng là mấy tỷ đó, nhưng mà tới cuối cùng là thẩm phán nói là chỉ đóng phạt 125 triệu mà thôi. Và đối với lại Công ty Ripple họ đã bán token XRP bao nhiêu năm qua các bạn đóng vào 100 triệu rồi con số coi như là rất tốt. Các bạn thấy được là ngay cả Brad Galen cũng nói đây là một chiến thắng. Nếu như họ chỉ cần đóng phạt 125 triệu mà thôi, cũng có thể là mức phạt này đối với SEC quá thấp cho nên bây giờ họ kháng cáo để có thể có được mức phạt cao hơn. Nếu như vậy đó thì sẽ không ảnh hưởng đến token XRP. Chúng ta phải chờ trên thông tin thì mới có thể biết được. Và vì SEC đã kháng cáo phán quyết của thẩm phán Torres Giám đốc pháp lý của công ty Ripple chính là Stuart Alderotti cho biết Ripple cũng đang xem xét việc là kháng cáo chéo. Điều này có nghĩa là Ripple có thể chọn kháng cáo phán quyết của thẩm phán Thos về việc bán XRP cho các tổ chức là hợp đồng đầu tư hoặc là về mức phạt 125 triệu đô la. Cả hai đơn kháng cáo sẽ được gộp lại cho một vụ ở tòa phúc thẩm. Nếu như mà Ripple quyết định hợp đơn kháng cáo chéo đó thì họ có tới 14 ngày để làm điều đó và thời gian bắt đầu là từ ngày mai. Tóm lại đó, cả SEC và Ripple đều chọn phương án chiến tiếp hiện bây giờ. Và có rất nhiều bạn sẽ không biết là gì cái vụ này sẽ kéo dài bao nhiêu lâu nữa, nó đã kéo dài 3 năm rồi còn kéo dài thêm bao nhiêu lâu nữa thì uh, chúng ta cũng thấy được trên màn hình uh, đây là một luật sư và cũng đã đưa ra một số những cái ngày cụ thể nói chung uh, là chúng ta rất là khó biết được là sẽ kéo dài tới bao nhiêu lâu tại vì mỗi một cái mốc thời gian uh, đều có quyền để mà gia hạn các bạn và chúng ta thấy được là ước tính ngay bây giờ cái vụ này nếu như mà ra tòa phúc thẩm uh, thì sẽ kéo dài cho đến sớm nhất là tháng 1 năm 2026 hoặc là đến tháng 3 năm 2026 mới có kết quả các bạn có nghĩa là năm nay sẽ không có kết quả và năm sau cũng sẽ không có kết quả đâu. Và trong thời gian chờ đợi đó thì Ripple CEO Brad Galenhouse cũng đã nhắc nhở lại trong thời gian mà kháng cáo trước khi mà có kết quả khác thì kết quả hiện tại vẫn là cái quy định hiện hành, có nghĩa là thẩm phán Torres đã phán quyết XRP không phải là chứng khoán thì XRP ngay bây giờ không phải là chứng khoán cho đến khi có một phán quyết nào khác hơn có nghĩa là từ đây đến đó, đó thì XRP vẫn không phải là chứng khoán đó là thông tin liên quan tới XRP và Ripple nói chung đây là cái thông tin xấu nhất ngày hôm nay chúng ta cũng có một số thông tin cũng rất lạc quan các bạn chúng ta cũng thấy được là dân biểu rohana cho biết Bitcoin mà chính phủ Hoa Kỳ thu giữ nên được giữ như là một tài sản dự trữ quốc gia do tiềm năng tăng giá của nó. Các bạn cũng đã thấy là ở quốc hội Hoa Kỳ chúng ta ngày lại càng có nhiều người ủng hộ Bitcoin, ủng hộ crypto. Chúng ta cũng đã có những khuôn mặt lớn giống như là thượng nghị sĩ Loomis, chúng ta nói tới thượng nghị sĩ Ted Cruz Vân. v Rất là nhiều người ủng hộ các bạn. Chúng ta cũng có dân biểu Tom M, chúng ta cũng có chủ tịch ủy ban dịch vụ tài chính Hạ viện Patrick McHenry và nhiều người khác rất là ủng hộ thị trường này và ngày ra cái số lượng người ủng hộ càng nhiều hơn. Thường có thể nghĩ đến một lý do các bạn đó chính là về tuổi tác khi mà thường nói về tuổi tác nó thường không nói là không có những bạn lớn tuổi hơn ủng hộ Bitcoin và crypto đương nhiên là có rồi các bạn thậm chí ở trong thế giới đầu tư chúng ta cũng có rất là nhiều người tuổi tác cũng lớn hơn như là Mike Nomura cũng rất là ủng hộ thị trường này các bạn những tỷ phú cũng ủng hộ thị trường này cho nên thường không nói là không có người lớn tuổi hơn ủng hộ thị trường này nhưng mà ý tôi muốn nói là cái số lượng lớn người ủng hộ trong thị trường này đó thường là đến từ giới trẻ. Và cái mà chúng ta nhìn thấy được là là cho chúng ta nói tới là những công ty hay là trong quốc hội thì uh, ngày tháng trôi qua những người lớn tuổi sẽ về hưu các bạn và sẽ thay vào đó những người trẻ tuổi hơn. Càng ngày đó giới trẻ nó sẽ càng lớn lên và giới trẻ ngày lại càng sẵn nhiều kinh nghiệm ở trong công ty cũng như là trong quốc hội và họ sẽ giữ những chức vụ trong công ty và trong quốc hội các bạn và họ lớn lên trong một cái thế giới mà họ hiểu về crypto họ hiểu về công nghệ các bạn cũng thấy được là những bạn trẻ bây giờ đó thì khi mà sinh ra đã có internet rồi chứ đâu phải là như thuận các bạn hồi mà thuận sinh ra thì làm gì có internet mãi cho đến khi mà thuận 15 16 tuổi thì mới biết internet là gì và lúc đó vẫn còn rất là đơn sơ có thể nói được là rất nhiều những người như thuận hay là lớn tuổi hơn thì không phải sinh ra trong một cái thời điểm mà biết về internet cho nên cái khái niệm là sở hữu một cái gì đó mà bạn không sợ được một cái gì đó mà các bạn không thể nắm giữ được, đó. cái khái niệm đó nó rất là khó hiểu đối với nhiều người. nhất là nếu chúng ta nói tới một biệt không bây giờ là sáu 000 đô mà các bạn không sợ được, mà các bạn cũng không nắm giữ được, đó là một cái khái niệm rất là mơ hồ đối với nhiều người. nhưng mà đối với lại những bạn trẻ tuổi đó thì cái khái niệm đó nó trở nên rất là bình thường. có thể nói là ngay bây giờ chúng ta có rất là nhiều thứ không sợ được, cũng không có thể nắm giữ được mà rất đáng giá. chúng ta nói tới phim ảnh, chúng ta nói tới những bản nhạc, chúng ta nói tới bản quyền chúng ta nói tới thương hiệu, chúng ta nói tới những vật phẩm ở trong game cũng rất là đáng giá và người ta bỏ tiền để mà mua những cái vật đó thì khi mà những người trẻ tuổi họ đã lớn lên trong thế giới đó rồi cho nên tiền điện tử crypto là một cái gì đó nó rất là dễ hiểu đối với họ nói chung nó ý thường nói đây là cái xu hướng thị trường này ngài sẽ càng được chấp nhận nhiều hơn và đây là cái clip à, 23 giây các bạn khi mà dân biểu rồi nói về cái điều thường vừa chia sẻ chúng ta cũng thấy được Force tiếp tục chia sẻ nhiều cái bài viết rất là bonus các bạn cách đây không lâu đó thì Forbes chia sẻ bài viết là làm sao để mua Bitcoin Smart ETF ngày hôm nay đó tiếp tục chia sẻ thêm một bài viết là tại sao Bitcoin ngày trở thành một phần của thị trường tài chính truyền thống và nó đã là một phần rồi các bạn chúng ta có rất nhiều những sản phẩm chúng ta có rất nhiều cái sự ủng hộ đến từ những công ty forward những ngân hàng thì điều đó là điều mà hiển nhiên các bạn cũng đã nhìn thấy rồi và lý do tại sao thì một phần cũng là như những gì mà thường vừa chia sẻ các bạn nghĩ là những cái khách hàng bây giờ của những ngân hàng có thể là họ quan tâm một phần về crypto mà thôi phần lớn có thể là cũng chưa quan tâm nhiều nhưng mà đó không phải là cái thằng tương lai của những ngân hàng các bạn những người đó rồi đó thì họ cũng sẽ ra đi mà thôi và cái số tiền đó tài sản đó lại được giao cho những người trẻ hơn cho nên cái mà những ngân hàng nhìn xa hơn đó là những người trẻ hơn họ thích gì và họ muốn gì các bạn và họ thích crypto, họ thích giao dịch online, họ thích những cái đó cho nên các bạn sẽ được là những ngân hàng họ xoay qua để mà ủng hộ crypto chứ nếu không họ sẽ làm vật lòng những cái khách hàng tương lai của họ. Chúng ta cũng có thông tin đến từ Argentina các bạn thì Phó Tổng thống Argentina đã chia sẻ là chuyến thăm của Tổng thống Berkeley tới Thượng viện Argentina. Chúng tôi đã có thể thảo luận về việc triển khai chiến lược Bitcoin việc thành lập Ủy ban quốc gia về tài sản kỹ thuật số. Đây là tổ chức đầu tiên cung cấp khung pháp lý cho các tài sản tiền mã hóa. Dù thường chia sẻ trong video ngày hôm qua, tất cả đều không thể cho đến khi nó có thể. Bitcoin là một trò hề cho đến khi nó không còn là một trò hề nữa các bạn. Cho đến khi mà những quốc gia ủng hộ và lưu trữ Bitcoin như là các bạn nhìn thấy ngay bây giờ chúng ta cũng có à, một cái sự cố liên quan tới ngân hàng bank of america không biết những bạn mà xem kênh có bị ảnh hưởng hay là không tại vì họ đang gặp một sự cố lớn không biết đã xử lý hay chưa nhưng mà nhiều tài khoản đó hiển thị số dư là không đô la nếu như mà như vậy đó thì không biết các bạn có sử dụng một online banking được hay là không nhưng mà bitcoin thì chưa bao giờ ngừng hoạt động các bạn không bao giờ hiển thị số dư bằng không đô la ngoại wow, trừ khi bạn bị margin call các bạn và chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái sự chỉ trích đến từ rất nhiều người rất nhiều tổ chức về việc là crypto đó là một cái phương tiện có thể dùng để mà rửa tiền à, những công ty crypto đó họ không có những cái quy định chống rửa tiền một cách hiệu quả thì khi các bạn nghe như vậy đó các bạn có thể uh nghĩ là những ngân hàng ở Hoa Kỳ, những công ty lớn đó, thì chắc chắn là họ có những quy định chống đưa tiền rất là chặt chẽ và rất là hiệu quả. Nhưng mà không hẳn đâu các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là chính bản thân của chi nhánh Fed ở New York đã không kiểm tra rõ ràng nguồn tiền và cũng đã hỗ trợ xử lý tiền liên quan đến khủng bố các bạn và gửi tiền đó đến cho Iran. Các bạn thấy được là ngay cả Fed ở New York cũng phạm những cái sai lầm này. Thì uh, nói chi riêng công ty crypto. Và không phải là chỉ riêng Fed ở New York các bạn. Chúng ta đã từng nhìn vào một trang web có tên là Good Job First. Đây là một cái trang web thống kê những ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ mà họ đã từng bị phạt. Bị phạt bao nhiêu tiền và vì lý do gì? Khi mà các bạn lên trang web này đó, các bạn chỉ cần đi tìm kiếm cái tên là laundering các bạn. Nghĩa là rửa tiền. Thì các bạn nhìn thấy được là có rất nhiều những cái ngân hàng lớn ở Hoa Kỳ trong đó chúng ta có Danske Bank, chúng ta có JP Morgan Bank, chúng ta có HSBC, rất nhiều những ngân hàng lớn đó họ đều phạm phải những cái lỗi lầm liên quan tới rửa tiền chứ không phải là chỉ riêng những công ty crypto rồi các bạn. Những ngân hàng lớn nó họ vẫn thường xuyên đóng phạt, tại vì cái chương trình chống rửa tiền của họ không được tốt. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là từ năm 2000, đã, những ngân hàng đã nộp phạt tổng cộng là 390 tỷ. Các bạn có biết con số đó lớn cơ nào hay không? 390 tỷ đó tiền phạt đó là còn nhiều hơn cả vốn hóa của ethereum các bạn nhiều hơn cả vốn hóa của ethereum và nếu chúng ta cộng vốn hóa của ether cộng với lại vốn hóa của bnb hay là solana thì các bạn nhìn thấy là con số này đó vẫn thấp hơn là con số nợ phạt của những ngân hàng tại vì họ vi phạm những quy luật như là chống rửa tiền nhưng mà không khi mà nói tới quy luật rửa tiền đó, thì các bạn thấy là mọi người đều nhắm vào thị trường crypto này và nói những công ty crypto không tuân thủ theo quy định rửa tiền trong khi những hàng lớn đó họ vẫn thường xuyên mắc phải những sai lầm các bạn chứ đừng nói tới những công ty trong thị trường crypto này đương nhiên là chúng ta cần phải tuân theo những quy định chống rửa tiền rồi cá mình thường muốn nói đây đó là nếu như mà nói về quy định chống rửa tiền thì chúng ta không chỉ nên lúc nào cũng nhắm vào thị trường crypto này mà chúng ta nói chung thị trường tài chính có rất nhiều những ngân hàng lớn vẫn đang mắc phải những cái vấn đề này chứ không phải đây là vấn đề riêng lẻ của thị trường crypto đâu các bạn và chúng ta nói tới một thông tin nữa đó chính là tòa phúc thẩm liên bang ở hoa kỳ đã phán quyết là việc cá cược vào các cuộc bầu cử quốc hội là hợp pháp quyết định của tòa án phúc thẩm đã bác bỏ nỗ lực của ủy ban giao dịch và hàng hóa hợp đồng tương lai CFTC nhằm cấm sàn giao dịch hàng hóa CaliX cung cấp Hợp đồng tương lai liên quan đến bầu cử quốc hội sau khi mà CFTC không thuyết phục được tòa án cấp dưới ngăn chặn vụ cá cược này. Nói chung đó, thì các bạn thì được là tòa án ở Hoa Kỳ đã ra phán quyết là các bạn có thể sử dụng những trang web cá cược để mà cá cược vào bầu cử quốc hội. Không có gì là không hợp pháp hết. Các bạn có thể cá cược về đua ngựa, các bạn có thể cá cược những cái cuộc đấu bóng chày hay là đấu banh bầu dục. Thì tại sao lại không thể cá cược những cuộc bầu cử quốc hội? cái này đó là điều hoàn toàn pháp hiện bây giờ và nó có ý nghĩa gì các bạn nó có ý nghĩa tôi nghĩ là liên quan tới poly market thì đây là cái thị trường rất lớn hiện bây giờ rất nhiều người sử dụng các bạn và thậm chí chúng ta nhìn thấy được là poly market một cái thị trường cá cược phi tập trung bây giờ đã có mặt ở trên bloomberg terminal nghĩa là có rất nhiều những cái tổ chức đầu tư đã sử dụng thông tin đến từ poly market để họ có thể ra một số quyết định có thể nói là đây là một cái trang web rất là được ưa chuộng hiện bây giờ và đương nhiên đây là một trang web cá cược mà thôi và đương nhiên trên đây chúng ta cũng có những cái cá cược liên quan đến bầu cử quốc hội và cũng như liên quan đến bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ và ngay bây giờ Market cho thấy đó là cựu tổng thống Donald Trump đang chiếm 49% trong khi mà phó tổng thống Kamala Harris thì đang dẫn đầu 1% các bạn có nghĩa là mức là 50% hiện tại đương nhiên đây không phải là kết quả khảo sát cái gì hết đây chỉ là một trang báo cá cược mà thôi nhưng mà đây là một cái thị trường mà rất nhiều người có thể tham gia vào được các bạn và chúng ta cũng thấy được là ở bên Senate chúng ta cũng có thể cá cược liên quan tới bầu cử quốc hội và cái quyết định ngày hôm nay của tòa phúc thẩm đương nhiên không phải là nói về Polymarket nói về một công ty khác các bạn công ty CalCX nhưng mà thân nghĩ nó cũng có ảnh hưởng đối với những trang web như là Polymarket có nghĩa là những cái hợp đồng cá cược này hoàn toàn hợp pháp và không có lý do gì mà ngăn chặn hết các bạn chúng ta cũng có thông tin đến từ Aptos Foundation. Họ đã hợp tác với lại tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu là Franklin Templeton để mà tích hợp quỹ tiền tại chính phủ Hoa Kỳ. Franklin On Chain có cái ticker là FOBXX trên blockchain của Aptos. Quỹ thị trường tiền tệ này đã chủ yếu là đầu tư vào công trái phiếu Hoa Kỳ, tiền mặt và các thỏa thuận mua lại được thế chấp bằng công trái phiếu. Quỹ này đã hiện đang được quản lý ở cái mức là hơn 427 triệu đô la thì đây là cái thông tin tốt đối với Aptos các bạn đây là một cái thông tin liên quan đến uh, mã hóa tài sản ở trên uh, những mạng lưới blockchain các bạn đã biết là những mạng lưới được sử dụng nhiều bây giờ để mà token hóa tài sản đó chính là Ethereum chúng ta cũng có những mạng khác như là Solana và bây giờ là Aptos cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là liên quan tới Christie's thì Christie's là cái công ty mà bán đấu giá thì công ty này đó họ đang bán đấu giá cái bộ uh, sưu tập tranh ảnh bởi đại sư Trevor Treynor và những người nào mà mua những cái tranh ảnh này đó thì sẽ được sở hữu một cái token token đó là được tạo ra trên mạng lưới base các bạn và token này là đại diện cho quyền sở hữu của cái người mua nói chung đó, thì cái bạn thật Christie thì vẫn là một trong những cái công ty mà họ tiên phong về việc tích hợp blockchain vào trong hoạt động của họ và bây giờ quyền sở hữu đã được lưu trữ ở trên những token trên mạng lưới base cho cái bộ sưu tập này Chúng ta cũng có một cái cập nhật liên quan tới ngân hàng trung mương của nước Nga. Tại vì các bạn đã biết đó, họ muốn phát hành tiền của số quốc gia CBDC và họ cũng đã khẳng định là CBDC sẽ không gây ra lạm phát hay ảnh hưởng đến kiểm soát tiền tệ. Trong chính sách tiền tệ giai đoạn năm 2025 đến năm 2027 đó, ngân hàng của trung ương nga sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ hiện tại để kiểm soát lạm phát và duy trì ổn định tài chính đồng rút kỳ được số sẽ được sử dụng cho thanh toán trực tiếp và hệ thống ngân hàng hai tầng nghĩa là ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại hiện tại thì vẫn giữ nguyên hỗ trợ người dùng giao dịch và lưu trữ tiền bằng rút kỳ được số đó là sự chia sẻ đến từ ngân hàng trung ương của nước nga nói chung thì chúng ta đã biết là có rất là nhiều những cái quốc gia họ đã thử nghiệm cbdc một thời gian dài nhất là trung quốc các bạn nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa thành công nhưng mà tôi đã từng chia sẻ với các bạn nếu như mà một quốc gia nào đó đó có động lực để có thể thực sự phát hành một tiền của số quốc gia thành công thì đó chính là nước nhà tại vì bây giờ họ đang bị cấm vận họ có động lực để có một cbdc hoạt động tốt các bạn không biết họ có thành công hay là không có rất nhiều những cái vấn đề liên quan tới cbdc như lời thuận đã từng chia sẻ với các bạn như là làm sao để có thể di chuyển xuyên biên giới được khi mà những cái hệ thống cbdc này là những hệ thống trên blockchain tư nhân hay là chúng ta nói tới cái sự quan hệ giữa ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại các bạn cứ nghĩ đi, nếu như mà các bạn có một cách nào đó để có thể lưu trữ tiền các bạn với ngân hàng trung ương thì các bạn có còn lựa chọn để mà gửi tiền đó vào ngân hàng thương mại hay là không? Tại vì rất nhiều người đó họ thường lo lắng là ngân hàng thương mại sẽ bị phá sản sụp đổ, họ mất tiền nhưng mà họ lại không có sự lo lắng đó với ngân hàng trung ương thì nếu như mà chúng ta thấy có cái sự lo lắng đó xảy ra thì mọi người sẽ muốn giữ CBDC lưu trữ trực tiếp mấy ngân hàng trung ương và trong cái bối cảnh đó thì ai còn gửi tiền vào ngân hàng thương mại nữa các bạn nó sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến nền kinh tế cho nên đây là những cái điều mà vẫn chưa có được giải quyết và rất nhiều quốc gia họ thử nghiệm CBDC trong nhầm bao nhiêu năm qua họ cũng tìm giải pháp để mà xử lý những cái vấn đề này. Ngân hàng Trung ương Nga có thành công hay không đó thì chúng ta phải chờ mới biết được. Nhưng mà họ cũng rất là lạc quan, họ có lòng tin là năm 2025 năm sau hệ thống CBDC của họ sẽ được chấp nhận và được sử dụng ở nước Nga một cách rộng rãi chúng ta cũng thấy được là Art venture của Kittywood thì cũng đã đầu tư 250 triệu đô la vào vòng gọi vốn trị giá 6,6 tỷ đô la của OpenAI. Công ty OpenAI này đó thì bây giờ được định giá ở mức là 157 tỷ đô la sau đợt huy động vốn lần này. Những công ty AI vẫn là những công ty mà thu hút rất nhiều dòng tiền và sự chú ý hiện bây giờ các bạn nhất là đến từ những quỹ đầu tư và chúng ta bây giờ hãy nói tới Bitcoin Spot ETF và Ether Spot ETF thì hôm nay như thế nào các bạn ngày hôm qua đó chúng ta thấy được là có một cái đợt bán từ một số những quỹ các bạn Nhưng mà chúng ta nhìn thấy một quỹ không bán ngày hôm qua Mà còn thu vào thêm nữa Chính là BlackRock BlackRock không làm chúng ta thất vọng các bạn Nhưng mà hôm qua vẫn đâu ngày mà có dòng tiền ra Tương đối lớn là 242 triệu Hôm nay đó thì cũng có dòng tiền âm các bạn Nhưng mà không nhiều là 39 triệu mà thôi Và lý do tại sao là Tại vì chúng ta có dòng tiền âm đến từ Arkinvest Chúng ta có dòng tiền dương đến từ Fidelity Những quỹ khác đó thì rất im lặng hiện bây giờ Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có thống kê Đến từ BlackRock Và các bạn có biết là BlackRock có thể cho chúng ta có một cái sự bất ngờ Nếu như chúng ta có cái dòng tiền tương tự như ngày hôm qua Thì chúng ta vẫn có cơ hội thấy dòng tiền dương ngày hôm nay Cho Bitcoin Spot ETF Về Ether Spot ETF đó, thì chúng ta nhìn thấy được là Tình hình nó cũng như vậy Chúng ta cũng không thấy có bán tháo Mà chúng ta cũng không thấy có động thái thu mua thêm Có thể nói được là hôm nay là một ngày mà chúng ta đã trở lại Như những ngày trước đó Các bạn nhìn thấy được là có thể nói Tình hình của Ether Spot ETF đó thì bây giờ vẫn đang rất là ảm đạm chưa có thu hút được dòng tiền đến từ những quỹ đầu tư các bạn chúng ta có khoảng chừng là hai ba ngày nó sôi động trở lại khi mà chúng ta thấy là có dòng tiền dương đi vào những quỹ ether smart etf nhưng mà sau đó nó, nó lại trở về con số 0 như là ngày hôm nay và phần trăm bịt không có lời ngày hôm nay là bao nhiêu các bạn Thì với cái mức giá hiện bây giờ đây chúng ta nhìn thấy được là Phần trăm bịt không có lời đã trả về cái mức là 77.9% Ở mức là khoảng 60.649 đô và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link trên bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, XM, Binance, AlignX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình như mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn